Và thưa quý vị, để tiếp tục chương trình của chúng ta ngày hôm nay, xin quý vị chào đón một tiếng hát rất là đẹp, rất là sexy. Xin quý vị chào đón nữ ca sĩ Như Ý. Đã yêu anh trong giấc mơ này, đã yêu anh trong những cơn say. Một trời ân ái, mình hãy sống buông lơi thời gian. Đã quên nhau, quên hết ưu sầu, vui bên nhau cho hết đêm thâu. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Lời đầu tiên cho Như Ý xin được gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng. Và mưa đông lạnh lùng buốt giá, nỗi cô đơn riêng mình ta. Và mùa đông bầu trời trắng xóa, cho tâm tư bao tháng ngày qua. Đời còn nhiều nhung nhớ, cho dù tình mình đã lỡ, vẫn mong cho bóng người quay về. Về đây em tìm về quá khứ, đã cho đôi ta mộng mơ. Về đây anh một chuyện như thơ, sẽ cho ta những kỷ niệm xưa. Tình còn nhiều tha thiết và đời một màu xanh biếc, chắc anh không nỡ lòng ra đi. Đã yêu anh trong giấc mơ này, đã yêu anh trong những cơn say. Một trời ân ái, mình hãy sống vui nơi thời gian. Gần bên nhau, tình đông chấp thanh bình minh trong nắng vàng. Đàn chim tung cánh bay về nơi phiêu lãng. Đâu cho thấy chiều nào em lơ đãng, và anh vương quân ngắm mây ta. Làm sao quên những lần anh vang tiếng cười, và vương quân ngắm bao niềm vui đang tới. Làm sao quên những hẹn hò trong nắng mơ, trong đêm sâu xa quanh trời. Lúc anh đến tình nồng ấm cung, giá trong em những ngày bình minh. Lúc anh đến một đời rất xanh, trời ngàn sao lấp lánh. Lúc ta nói ngàn lời yêu nhau, sẽ bên nhau dài mãi sau. Có ai tin một ngày sẽ đến cùng rời chốn bình yên. Từ anh đi mãi đường mây xa tít mù, lòng em hiu hắt đắm đầy cơn mưa lũ. Từ anh đi mãi làm hoang hồn tan vỡ, và em thôi nhung nhớ mong chờ.
đã yêu em trong giấc mơ này, đã yêu em trong những cơn say. Một trời ân ái, mình hãy sống vững lời thời gian. Ta bên nhau quên hết ưu sầu, vui bên nhau cho hết đêm thơ. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Ta yêu em trong giấc mơ này, ta yêu em trong những cơn say. Một trời ân ái, mình hãy sống. Ta bên nhau quên hết ưu sầu, vui bên nhau cho hết đêm hầu. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Quý vị đang thưởng thức rất là sống động với tiếng hát của nữ ca sĩ Như Ý. Nữ ca sĩ Như Ý sẽ trở lại phần thứ hai, màn trình diễn sẽ sống động hơn, vui tươi hơn. Quý vị đồng ý không ạ?